tối thứ tư ngày 20 tháng 7 2021, chúng ta đang ở trong lớp học thiền Vipassana và thọ trì thần chú nguyện cầu dịch họa tiêu trừ. Tối nay chúng ta học đề tài đối diện với nỗi sợ hãi của cái chết. Kính chư huynh đệ, ngày nào ngồi đây con cũng cứ 5 phút là có xe cứu thương chạy qua chạy lại. Thông tin không những là toàn bộ nhân loại mà Sài Gòn, số lượng người nhiễm bệnh, người chết rất nhiều. Ai ở trong khu cách ly, ai đã chứng kiến cảnh người ra đi sẽ rất là sợ hãi, bất an. Sợ người mình thương ra đi, còn đáng sợ hơn là bản thân mình ra đi. Vậy chứ huynh đệ có từng thử đặt câu hỏi tại sao không? Nhiều khi mình có cảm giác là mình sợ mất người thương, mất mẹ, mất cha, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cái. Còn nhiều hơn là nỗi sợ chính bản thân mình chết. Có phải vậy không cô Diệu Thiện, Đức Dương? Nhiều khi sợ cha mẹ mình mất, nhiều khi sợ người thương mình bệnh, nhiều khi sợ người thương mình nhiễm Covid, nhiều khi lo tới cho họ thôi chứ không nghĩ cho mình. Vậy tại vì sao vậy? Chứ mình để thử nghĩ, chứ mình đã từng có cái nỗi sợ đó không? Châu Minh Thông, bản thân thầy cũng vậy, thầy ở với mẹ thầy mà thầy cứ kiếm đường đi ra Nha Trang không à. Thầy không có sợ chết, nhưng mà tự nhiên nghĩ tới người thân, người thương của mình là mình lo cho họ, kiếm đường đi. Mấy hôm nay đặt vé muốn ra mấy, muốn đi ra Nha Trang, muốn đặt vé bay. Mấy lần là đi hụt cái chư huynh đệ. Trước khi mà tổ chức chuyến này là con định đi rồi, là định bỏ cái 7 ngày tu tập này rồi. Định dẫn mẹ ra Nha Trang để chỗ nào ở yên, cho mẹ lớn tuổi đỡ lo. Mình lo cho người thân của mình nhiều hơn là mình lo cho mình. Điều này là vì sao vậy chư huynh đệ? Vì sao mà trong tâm chúng ta có nhận thức đó? Suốt một kiếp người của chúng ta thương một ai thì chúng ta để tâm chăm sóc, chú ý cả nửa cuộc đời, nếu không nói cả cuộc đời mình cho người đó. Không phải chúng ta sợ chết, mà chúng ta sợ mất những gì mình sở hữu. Khi mà thầy chia sẻ Phật Pháp cho mình để quán chiếu lập tức, thực ra mình sợ cái gì? Mình sợ mất cái thứ mình có. Cho nên ngay còn nhỏ, đừng có dạy con mình tập cái tính có. Nếu không thì cả một đời sống trong lo sợ. Sợ là sợ cái gì? Sợ mất những thứ mình có. Những thứ gì mà mình có chứ anh đệ? Mình có cái thân. Mình có cái tâm. Mình có cái thứ mà thân tâm này có là tài sản vật chất của cái người thương. Và khi mình nghĩ tới cái chết là mình biết mình sẽ mất những thứ mình có. Và tự nhiên mình sinh sợ hãi. Bởi vì những thứ mình có nó không còn nữa là mình không biết mình sẽ có cái gì. Tại sao mình sinh sợ? Bởi vì hàng ngày mình không biết mình là ai. Mình phải dựa vào cái cảm xúc ghét thương của một người nào đó. Mình phải dựa vào những thứ mình sở hữu, vật chất của cái, cho đến thân tâm này. Ta là ai đó là một cái lịch sử biết đi, kể về mình thì có tên, tuổi, ngày giờ, năm tháng, mẹ cha, bằng cấp, hiểu biết, cảm xúc, vui khổ. Những gì mà mình đồng hóa vào là hình hài này, nam hay nữ, giàu hay nghèo, sinh hay xấu, thông minh hay ngu dốt, được nhiều người thích hay nhiều người ghét, vân vân. Mình đồng hóa mình vào cái thân này và mình đồng hóa mình vào cái tâm này và mình tìm thấy mình qua cái thân tâm này. Cho nên khi mà người ta khen mình thấy mình rất là rõ.
khi người ta chê mình cũng cảm nhận mình rất là rõ. Một cái tôi tự ti hay một cái tôi tự tôn cảm nhận rất là rõ, còn bằng không mình sẽ không cảm nhận được mình. Cho nên khi mình nghĩ đến cái chết là những gì mình cảm nhận qua thân, qua thọ, qua tâm, qua pháp này nè, và những gì mà thân thọ tâm pháp mình đã có là nhà cửa người thương tài sản vật chất đó, kinh nghiệm hiểu biết bằng cấp vui buồn đấy, nó không còn nữa và chúng ta sợ hãi. Những gì mà làm cho chúng ta có cảm giác rực rỡ, rõ ràng về cái tôi bản ngã của mình, khi những thứ đó lâm nguy, khi những thứ đó không còn, tự nhiên cái tôi mình nó sợ hãi. Cho nên cái gì sợ? Cái tôi vô minh của mình, nó không còn có những cái thứ mà xưa nó đồng hóa nữa, thì tự nhiên nó sẽ sợ. À, cái tôi nó sinh sợ với những thứ mà xưa nay nó dựa dẫm, và càng nhiều thứ ta dựa dẫm thì ta càng nhiều thứ khiến ta sợ hãi. Chứ không phải tự nhiên mà Đức Phật biểu chư tỳ kheo là bay một bình bát, đầu tròn áo vuông, không còn gì để dựa dẫm, dựa vào nước, nước chảy, dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người đi, dựa vào mình là hải đảo tự thân. Thế nào là hải đảo tự thân? Chắc ăn nhất hải đảo tự thân. Nhưng mà thế nào là hải đảo tự thân? Là quán thân thọ tâm pháp, là để cái tánh biết của mình soi rọi trên từng cử chỉ hành động, nói nín động niệm, đó là quán thân điện thật. Thấy hơi thở vào ra là quán thân điện thật, rửa chén biết, quét nhà biết là quán thân điện thật, khó chịu dễ chịu của thân mình biết là quán thọ đang thọ. Chị Minh Đệ được con đang chia sẻ về thế nào là thiền tứ niệm xứ, thiền gốc của Phật dạy chúng ta tu ấy. Làm gì kệ mình, Đức Phật dạy là con làm gì kệ con vui lòng bỏ cái biết là chánh niệm của con vào hành động con làm, ấy chính là quán thân trên thân. Con cảm nhận như thế nào, vui buồn kệ con, là con người chắc chắn con còn cái phàm phu phẩm chất hết, thì con cứ cảm nhận vui, con cứ nói là vui, buồn con cứ nói là buồn, ta không biểu con buồn hay là ta biểu con vui gì cả, miễn là con biết con đang buồn hay đang vui, đó là quán thọ trên thọ. Con suy nghĩ gì đó là chuyện của con nhớ ai, quá khứ hay tương lai, ghét người nào đó là chuyện của con, thương người nào là chuyện của con. Miễn là con biết con đang có suy nghĩ hay con đang không có suy nghĩ, con đang có suy nghĩ nhiều hay con đang có suy nghĩ ít, đó là quán tâm trên tâm. Phẩm chất của tâm con gà gật rũ rượi ê chề mệt mỏi buồn chán, cô đơn lạnh lẽo hiu quạnh hay cảm giác con đang hớn hở hạnh phúc vui mừng, tinh khiết thanh tịnh cao thượng, kệ con, miễn là con biết tất cả phẩm chất đó của con, ấy chính là quán pháp trên pháp. Nếu con không biết thì sao? Con đang đồng hóa mình vào những thứ nó diễn ra như một sự kiện vốn nó sẽ vô thường vô ngã đó, và con cho đó là thường là ngã thì sao? Mỗi khi nó vô thường con sẽ đau khổ, bản ngã nó sẽ không bám vào được cái thứ đang dịch chuyển. Cho nên vạn pháp là vô thường mà bản ngã vốn không thích vô thường, cho nên vô thường sinh đau khổ. Vô thường vốn không đau khổ, vô thường đau khổ cho cái bản ngã dính mắc vào sự không chấp nhận vô thường ấy. Thương một người thì muốn người đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Một khi họ bên ngoài thay đổi với cái hình ảnh của họ trong lòng mình không chấp nhận thì mình nói họ phản bội lừa dối. Tại sao mình để người ta làm mình tổn thương? Không, người ta không bao giờ cố tình làm mình tổn thương. Mình cố tình dựng xây một hình ảnh thường còn về một thứ vốn vô thường, mình tự làm mình tổn thương. Phải không Thanh Tuệ? Cho nên khi yêu thương, dù đó là mẹ, cha, con, cái, vợ, chồng, tất cả một mối quan hệ đem đến đau khổ cho mình là bởi vì bản thân mình hình dung hóa một cái sự thật vốn thường còn, vốn vô thường thành thường còn. Không chấp nhận cái sự thật của vũ trụ là mọi thứ vô thường, điều đó làm cho chúng ta đau khổ. Đau khổ là do mình với một bản ngã vô minh không chấp nhận mọi thứ đang thay đổi. Đơn giản như vậy, gọi là cầu bất đắc. Ta không thể đắc được cái thứ mà nó vốn thay đổi, mà chúng ta vẫn cứ cầu cho nó ở hoài một chỗ. Theo ý của ta, ta không thể cầu cái điều mà ta vốn cũng là một sự vô thường như bao sự vô thường khác, thì làm sao ta có thể thay đổi được cái thứ mà ta vốn như là một sự sáng tạo của vũ trụ này không? Bởi vì ta giữ được năm giới kiếp trước kiếp này ta được làm người, ta là kết quả của một sự vận hành nhân duyên quả.
mà ta không thể tạo ra cái gì ngoài chính cái nhân duyên. Quả là thứ vận hành của vũ trụ, và khi cái phước báo, cái tuổi thọ nó hết, mọi thứ đều vô thường. Cho nên không phải ta sợ chết. Tối nay ta học về cái bài đối diện với cái nỗi sợ về cái chết. Nếu ta không hiểu thế nào là sự sống, ta sẽ không bao giờ hiểu được cái chết. Nếu ta không hiểu về cái chết, ta sẽ mãi mãi sợ nó. Cho nên điểm thứ nhất chúng ta nhớ ở đây, không phải ta sợ chết, mà ta sợ mất những thứ ta chết. Tại sao ta sợ mất? Ta sợ mất là bởi vì ta biết khi ta chết, ta không còn nó nữa. Và tại sao khi mà ta biết ta chết, ta tự nhiên ta sợ, ta không còn nó nữa là ta sợ. Cái gì sợ? Cái tôi bản ngã vô minh của mình nó sợ. Tại sao nó sợ? Là bởi vì khi còn sống là nó còn có cái thân, cái tâm mà người thân, người thương của mình còn đó. Và nó còn có cái chỗ nương tựa, nó còn có cảm giác an toàn để tựa nương. Còn mẹ đó, còn cha đó, còn nhà đó, còn thân đó, còn sắc đẹp đó, mà hôm nay không có nỗi muộn tự tin ra đường, mà hôm nay nỗi muộn không tự tin ra được. Có một cái gì xưa nay nó thường còn, mình tự tin quen thuộc, bây giờ nó bất thường, lập tức nó làm cho mình có cảm giác lâm nguy, sợ hãi. Phải chứ không ý Nhi? Có bao giờ mang cái mặt mộc ra đường không? Ví dụ như vậy. Như vậy cái nỗi sợ đây nó xuất hiện từ cái bản ngã vô minh của mình bám víu lên những thứ mình vốn vay mượn của cuộc đời. Mà nỗi sợ đây là bản chất tự vô minh. Vô minh sinh ra cái tôi ảo tưởng. Cái tôi dính mắc vào những thứ nó vay mượn, và nó cho những thứ nó vay mượn là của nó, và nó sử dụng giống như là tài sản của chính nó, là nó. Ví dụ như con nói cái điện thoại này là của thầy Ngọc Phương. Cái điện thoại đây là của thầy Ngọc Phương. Có cái chữ của trong chữ điện thoại. Cái mối quan hệ là điện thoại này với thầy Ngọc Phương là đang sở hữu nhau. Dễ hiểu không? Dễ hiểu. Cái ly nước này là của thầy Ngọc Phương. Con xin phép uống nước. Nước ở bên ngoài thì nó là của thầy Ngộ Phương. Nhưng khi nước được vô trong bụng, hỏi thầy Ngộ Phương là cái gì là đây? Là sai hay đúng? Cái ly nước này nó ở ngoài cái thân này thì mình nói là của mình. Nhưng khi cái ly nước này nó vào trong này thì mình nói cái thân mình là đây. Thì đó đúng hay sai? Cái thân này được làm từ hơn 70% là nước. Và khi chúng ta nói tôi nè, tôi này, tính tôi vậy á, thân tôi vậy á, mình dính mắc vào cái thứ mà mình chưa đưa vào trong này thì mình nói là của mình. Và khi mình đưa vào cái mình nói là mình, phút chốc phút sau thôi thì mình nói là mình, đó là một sự vô minh. Nên cái hơi thở nè, nó vào nó ra, cái hơi thở là mình mượn, phải không? Rõ ràng mình mượn. Thử vô trong một căn phòng mà chân không mình có hơi thở đâu thở. Covid nó đã đủ để cho mình biết điều đó. Vào ra là mình mượn. Bây giờ mình vào mà nó không ra nữa thì sao? Mình ra mà nó không vào nữa thì sao? Như vậy mình nói cái thân này của mình nhưng thực tế thì mình mượn từng hơi thở mà. Mà nói cái thân này là của mình nhưng thực tế mình mượn của nước mà. Mà nói cái thân này của mình nhưng thực tế mình mượn từ đất nước gió lửa tứ đại mà. Mọi thứ xung quanh là mình mượn mình với nó chứ bao giờ là ngừng trao đổi mà. Muốn biết điều đó không? Muốn biết điều đó thì bóp mũi lại thử biết rồi. Mình bóp mũi lại là mình chết. Tức là những thứ mình đang có đây là mình hoàn toàn mượn. Nhưng mà mình mượn một thời gian xong cái mình trở thành người ăn cắp vĩ đại. Rằng mình nghĩ những thứ mình mượn là mình. Sao mình nói tôi vậy đó, tính tôi vậy á. Một thời gian mình ở với ai đó cái mình hình thành cái nhân cách, nó tính tôi vậy, người tôi vậy á. Tài sản đó của tôi, thân xác đó của tôi, hình hài đó của tôi, trải nghiệm đó của tôi. Và mình bám dính một cách rất là cứng nhắc vào những thứ đó. Rồi một khi còn những thứ đó thì mình có cảm giác rất là tự hào. Và mất những thứ đó thì mình có cảm giác rất là tự ti, rất là lo sợ. Và khi mà mình nghĩ đến cái chết là mình nghĩ hoàn toàn mình mất luôn những thứ mình có. Vô cùng là bắn gọn sợ hãi. Không phải chúng ta sợ ma, không phải chúng ta sợ cái chết. Chúng ta sợ rồi chúng ta sẽ mất những thứ cho ta có. Cái gì sợ? Cái tôi bản ngã vô mình dính mắc vào những thứ mà nó vay mượn của cuộc đời. Nếu ta hiểu được điều này, thì ta không bắt đầu tạo ra nhiều thứ để làm cho ta lo sợ nữa. Và dù ta đang có rất là nhiều thứ, nhưng ta không cố tình tạo ra cái nhân làm cho ta lo sợ nữa. Như vậy có phải những thứ có làm cho ta lo sợ không? Không. Cái thứ mà làm cho ta lo sợ đó là
cái sự đồng hóa cái tôi vô minh của mình lên những thứ ta có. Khi nó nhìn vào cái thân này, nó thấy cái thân này của mình đó là thân kiến. Khi nó có cảm thọ mình hạnh phúc vô cùng, người thương mình không được làm cho mình khổ đau, và họ làm cho mình khổ đau đó là do họ chứ không phải do mình. Cái đó là chấp vào thọ kiến. Anh thương tôi là anh phải ở với tôi, anh bỏ tôi anh đi gọi là phản bội. À không phải. Khi thương một người là để họ làm cái điều họ thích, hay là biểu họ làm cái điều mình thích. Tất cả chúng ta đều đau khổ với tình thương. Bởi vì sao? Ta biểu họ làm cái điều mình thích khi ta thương họ. Như vậy là ta thương mình chứ không phải thương người ta. Thì tại sao mình biểu họ làm cái điều mình thích? Bởi vì họ là cái nguồn cảm hứng làm cho cảm thọ mình ngọt ngào, và mình dính mắc vào cảm thọ và mình biểu họ phục vụ cho cảm thọ của mình. Cái đó gọi là thọ kiến. Thọ kiến đó là cái nhận thức sai lầm rằng đây là cái thọ là của tôi, và tự nhiên mình ích kỷ với cái thọ này nó ngọt ngào, và cái người kia làm cho cái thọ này nó ngọt ngào, và mình phải giữ họ lại để lấy làm vợ làm chồng. Và họ bỏ mình đi, họ làm cho một cái người khác có cảm thọ ngọt ngào, họ làm cho cảm thọ của người khác ngọt ngào, thì mình nói họ đó là phản bội. Nếu như họ không phản bội thì vô thường dẫn họ đi, mình có nói họ phản bội không? Cái chết dẫn họ đi, mình nói họ phản bội không? Không. Như vậy tại sao họ bỏ mình đi một cách chủ động thì mình nói họ phản bội? Bởi vì cái tôi vô minh của mình nó không chấp nhận họ chủ động làm cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng phải bị vô thường dẫn đi. Điều này nói lên điều gì ha? Con đang nhấn mạnh cho chư huynh để hiểu được cái bản chất của cái sợ chết là từ cái tôi vô minh dính mắc vào những thứ mà nó sở hữu, vốn nó vay mượn, rồi nó cho nó từ cái của thành cái mình. Chư huynh đệ thấy được cái tiến trình công thức không nào? Con cố gắng nói chuyện thành một công thức toán học để chư huynh đệ dễ logic và nhận ra. Cái thân thọ tâm pháp này nó không phải là mình. Khi nào? Khi mình chánh niệm. Sao biết được? Hít vào đi. Biết mình đang hít vào thì mình là cái hơi thở, hay mình là cái biết? Khi mình không đang chánh niệm thì mình là không còn là cái biết nữa, mà mình đang là cái hơi thở, hoặc là cái thân, hoặc là cái thứ mình có. Mà khi mình chánh niệm thì mình không là gì cả, mình chỉ là cái biết. Còn khi mình thất niệm thì mình là một thứ gì đó trong bộ nhớ của mình. Khi mình chánh niệm thì mình đang là cái biết không lời, nhưng mà khi mình thất niệm thì mình là bộ nhớ. Mà khi mình mất cái bộ nhớ thì mình không biết mình giàu hay nghèo, bao nhiêu tiền, mình thương hay ghét ai nữa cả. Và lúc đó mình ở hai trường hợp: một là bậc giác ngộ, không còn sống được quá khứ; hai là mình là một con cún, con chó, con mèo gì đó, không còn khả năng nhớ giống như con người. Thì có phải mình hết khổ bằng cách là mình trở thành có loài thấp hơn là mình hết khổ không? Không. Nhưng mà người ta đi bằng cách đó vì sao? Khi khổ ta uống rượu, khi khổ ta đi nhảy bar, khi khổ ta đi uống, tôi đi nhậu, tôi đi nghe, tôi đi nhìn, tôi hưởng thụ để chi? Tôi tạm thời quên đi. Và cách đó nó làm cho người ta hết khổ một cách tạm thời, rồi cái khổ nó quay lại còn mặn mà hơn. Chỉ có một cách duy nhất thôi, không thể làm cho mình hết đi cái năng lực để mình hết khổ, mà mình phải nâng cấp năng lực của mình lên. Mình đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, mình dùng nó theo ý của mình muốn. Đó là sao? Mình phải ngồi xuống và tĩnh tâm lại để cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó nâng cấp lên, và mình sử dụng được tai mắt mũi lưỡi thân ý của mình, toàn bộ thân thọ tâm pháp và sắc thọ tưởng hành thức của mình theo ý mình muốn. Chỉ có một cách là nâng cấp năng lực tỉnh giác của mình tới đâu thì mình dùng cái tay của mình nó tới đó. Mình dùng cái tay mình như thế nào thì mình dùng cái suy nghĩ mình như thế đó. Đơn giản vậy thôi. Mà cái gì mình có nó làm mình khổ là do mình không có sử dụng nó theo ý mình muốn. Mình không sử dụng nó theo ý mình muốn được là do niệm định của mình yếu. Cho nên nó chạy giống như bị sổ tả trong lòng, có gọi là khổ tâm. Cái tâm mình khổ là do mình, chứ không phải cái tâm mình khổ là do người khác. Vì cái tâm nó không nằm ở trên ngoài cái thân cơ thể này. Cho nên chúng ta phải tu thiền tứ niệm xứ là chỗ đó. Và khi thu tiền thứ niệm xứ thì chúng ta quán thân liên thân, thấy cái thân này hơi thở vào, hơi thở ra, nó không phải của mình. Và khi mình thấy được hơi thở nó không phải của mình mà nó là vay mượn, thì lúc này cái sự dính mắc lên cái thân của mình nó không còn quan trọng nhiều nữa. À, vì sao? Vì cái thân này, hơi thở này là của tôi khi nó vào đây, phổi là của tôi, phổi là của anh. Nhưng mà khi hai chúng ta chết đi rồi thì hơi thở còn của tôi với của anh không? Không. Những gì mà tôi hít vào này là những gì anh đang thở ra, và ngược lại. Như vậy là kẻ thù không đội trời chung. Không đợi trời chung gì, những gì chúng ta hít là của anh với của tôi mà. Tự nhiên mình giác ngộ, mình không còn hận thù nữa. Tự nhiên mình thấy mình vay mượn, nhưng mình không còn hít dịch nữa, mình không còn cống cao ngã mạng nữa, mình không còn cảm thấy mình hơn người nữa. Và mình cảm thấy là mình may mắn vô cùng với mạng. Mỗi sáng mai thức dậy là mình có một hơi thở để hít, và cuộc sống của mình đang được nuôi dưỡng mới tỉnh thức là mình đủ hạnh phúc, chứ không cần đòi hỏi quá nhiều bằng lập hàm. Và một sự tỉnh ngộ tới đâu thì nó nuôi dưỡng cái hạnh phúc nhiều tới đó. Nhưng mà chánh niệm mình yếu thì sao? Mình luôn là một cái gì đó của bụi nhớ. Và khi bụi nhớ thì mình nghĩ mình là bụi nhớ đó, để mình nói mình là, chẳng như bây giờ thầy hỏi
Trần Tú Ngọc con là ai, thì lập tức con nói con là Trần Tú Ngọc, con bao nhiêu tuổi đó, con ai, học lớp mấy mấy tuổi rồi, ở đâu, con có lịch sử biết đi như thế nào đó, con cũng kể lại. Bây giờ thầy hỏi con nếu mất mất trí nhớ rồi con kể được mấy cái đó không? Thêm con kể là con có bao nhiêu tiền, con có bao nhiêu nhà, con có bao nhiêu người yêu, con có bao nhiêu thứ khổ đau vui buồn, tất cả cái đó nằm ở đâu? Nằm trong bộ nhớ. Bây giờ đi ra kia dắp tán cái bộ nhớ nó mất thì sao? Mình biết mình lai hả? Nhưng mà mình không biết mình lai hết cái đó là tốt hay xấu, nó không có tốt. Bởi vì mình trở thành con người gì? Tê liệt thần kinh, mất bộ nhớ, trở thành con người thấp hơn loài người, trở về cái loài thấp hơn loài người. Nhưng mà nó làm cho mình hết khổ, nó làm cho mình khổ hơn. Vì sao? Mình khổ, mình không biết mình khổ, càng khổ hơn nữa. Các loài khác nó không biết nó khổ, cho nên Đức Phật không thể độ được các loài khác thấp hơn loài người. Bởi vì tại sao vậy? Loài người biết mình khổ, vì biết mình khổ, cho nên chính cái biết đó nó mới thấy được trong cái khổ, cho nên mới tạo ra cái khổ là khổ đế. Đế tức là sát cha, tức là chân thật, thấy cái khổ như là sự thật, rồi chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân của khổ là tập đế. Tập tức là nguyên nhân, là thói quen nó làm nên cái khổ, nó là một sự thật, rồi ta thấy được ở trong cái khổ nó có cái nguyên nhân, nó có cái con đường dẫn đến cái khổ và nó có diệt khổ, cho nên thấy được cái khổ đó là bậc thánh, cho nên mới gọi là tứ thánh đế. Nhận ra cái khổ mà con vật nó không nhận ra được thì nó không thể trở thành thánh. Dù nó khổ mà nó biết nó khổ thì nó không thể trở thành thánh. Cho nên vấn đề không phải là khổ mà vấn đề mình có biết mình đang khổ hay không. Cho nên vấn đề không phải là diệt khổ mà vấn đề nhận ra cái khổ. Cho nên vấn đề không phải là đuổi suy nghĩ. Vấn đề không phải là chúng ta cố tình gạn, đè, ép làm sao cho suy nghĩ nó đi qua một bên để chúng ta thiền. Không phải vậy. Vấn đề là chúng ta biết mình đang suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều thì biết, suy nghĩ ít thì biết, không có suy nghĩ thì cũng biết. Như vậy cái biết của mình là quan trọng chứ không phải là cái suy nghĩ hay là không có suy nghĩ. Đó gọi là quán tâm riêng tâm. Cho nên khi mà mình hiểu được điều này rồi thì tâm của mình nó không có còn quan trọng, không có còn lơ sợ là ngồi thiền xuống con suy nghĩ nhiều quá thầy ơi. Bây giờ con phải cố gắng làm cách nào đó, thầy chỉ phương pháp cho con để con định cái tâm. Càng định cái tâm nó càng loạn. Vì bản chất của phổi là thở, bản chất của tim là đập, bản chất của mạch là chạy, và bản chất của bộ não là nó suy nghĩ. Và tại sao mình không có khó chịu khi tim nó đập, phổi nó thở và mạch nó chạy? Là bởi vì mình không có đồng hóa mình vào những thứ đó là mình. Tại sao mình không đồng hóa? Bởi vì mình không có tạo ra tim phổi, mình không có tạo ra tim, tạo ra phổi, tạo ra mạch, không có tạo ra lục phủ ngũ tạng gì hết đó. Bởi vì những thứ đó nó tạo ra mình chứ không phải mình tạo ra nó, cho nên mình thấy không có liên hệ gì với nó hết. Nhưng cái suy nghĩ là mình nghĩ mình suy nghĩ, nhưng thực chất thì mình có suy nghĩ không? Không, mình nghĩ là mình suy nghĩ. I think therefore I am, Descartes nói như vậy. Nhưng cái nhận thức của chúng ta là chúng ta đồng hóa vào chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ cho nên ý kiến này của em đó chị ạ, ôi giỏi quá, này thông minh, tự nhiên cảm thấy tự hào. Cái mình nói tim của anh nó thật là khỏe, mình có chút cảm giác tự hào thôi. Cái thân của anh nó khỏe, hay là mạch của anh nó chảy rất là khỏe, mình có cảm giác tự hào nhiều không? Không. Nhưng mà mình nói ồ cái mũi chị cao, mặt chị đẹp, hay là cái ý kiến này của chị thông minh đó, có cảm giác gì? Rất là tự hào. Như vậy là cái gì mà mình nghĩ mình tạo ra thì mình đồng hóa vào nó rất là nặng. Mỗi sáng mai mà thức dậy ra nhìn cái cây hoa mà mình trồng, nó nở hoa, mình cảm thấy rất là vui. Mình đẻ ra một đứa con, mình dính mắt vào vô cùng, và ai khen con mình là mình có cảm giác rất là hạnh phúc. Ai chê con mình có cảm giác rất là buồn khổ. Một cái đứa con tinh thần của mình, dù là cuốn sách hay là một cái cây mình trồng, mình dính mắt vào nó vô cùng. Cho nên những thứ mà mình có nó sẽ làm mình khổ là bởi vì mình thấy mình ở trong nó. Bây giờ ngồi thiền tứ niệm xứ xuống là mình tách mình ra khỏi nó, mình quan sát nó ở một cái khoảng không gian giữa cái nhìn và cái bị nhìn. Thì mình quan sát một thời gian, mình thấy nó với mình có một khoảng cách, hơi thở vào và ra. Hơi thở vào mình biết, ý. Hơi thở ra mình biết. Như vậy rõ ràng có một cái biết phía sau hơi thở. Cái suy nghĩ nó đến, suy nghĩ nó đi. Nhiều khi có suy nghĩ, nhiều không, nhiều khi không có suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ ít. Như vậy rõ ràng có một cái khoảng không ở phía sau những suy nghĩ đó. Và thân thọ tâm pháp y chang như vậy. Cái đó gọi là chiếu kiến ngũ quẩn. Chiếu một thời gian chúng ta sẽ phát hiện ra trong cái ngũ quẩn nó có cái hơi thở. Trong cái hơi thở nó có cái tôi nào trong đó không? Không. Cho nên chiếu cái hơi thở không có cái tôi gọi là chiếu hơi thở dài không. Chiếu trên cái thân này nó không có cái tôi gọi là chiếu cái sắc dài không. Chiếu đến cái thọ nó sinh nó diệt, nó không có cái tôi gọi là chiếu thọ dai không. Chiếu cái hành, cái thức, cái tưởng nó đều dai không. Hoặc là chiếu kiến ngũ quẩn dai không. Thì khi mà mình thấy cái thân này không thường, không thật và không có cái tôi, thì cái đó gọi là chiếu kiến ngũ quẩn dai không. Thấy được cái sự thật như thế thì sao? Độ nhất thiết của anh. Còn cách nào khác để độ nhất thiết của anh không? Không. Bởi vì sao? Nếu có thì Đức Phật không có dạy cách duy nhất đó. Ekayano Makko, đó là con đường duy nhất. Từ tứ niệm xứ của Nikaya cho đến bát nhã của Đại Thừa. Tứ niệm xứ là Nikaya và bát nhã thì là chiếu kiến ngũ quẩn. Cho nên học Phật, ta sâu sắc chỗ này rồi, ta nắm cái chìa khóa, ta hiểu được thế nào
là cái chết, thế nào là cái tôi, thế nào là vô minh, tại sao ta sợ chết, tại sao ta phải ngồi thiền, và tại sao ta mới ngồi xuống hít vào thở ra làm một cái việc rất là buồn chán như vậy. Đây. Cái việc thứ hai, chúng ta phải hiểu về cái chết và sự sống, thế nào là cái chết, thế nào là sự sống. Nếu chúng ta ngồi thiền xuống, tâm chúng ta hết, đặt cái chánh niệm này hơi thở hết, thở. Kính thưa chư huynh đệ, hết là sự sống và thở là cái chết. Tại sao không nói vậy? Chư huynh đệ có hiểu điều này không? Nếu chư huynh đệ không hiểu, thử hít vào và đừng thở là biết liền. Và thở ra đừng hít nữa là biết liền. Cho nên cái sự sống ấy chính là cái chết, và cái chết ấy chính là sự sống. Chưa bao giờ sự sống với cái chết nó tách biệt ra cả. Vì sao vậy? Khi chúng ta mới đẻ ra, chúng ta nói nó là sống. Và cái tiến trình lớn lên cho đến già không còn nữa gọi là chết. Nhưng có khi có phải là vừa mới đẻ ra đã chết rồi không? Bây giờ khi ta sinh là ta đã diệt rồi. Vì sao có cái diệt vậy? Bởi vì ta sinh. Tại sao ta nói sống? Ta đang nói sống một cái hình hài của một đứa bé, nó lớn lên theo thời gian. Nhưng thực ra cái bản chất chết nó đã có rồi ở trong mỗi cái hơi thở vào ra. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, cái gì có tướng, cái đó nó có sinh diệt. Và cái diệt nó ở vốn trong cái sinh. Cái này sống ấy chính là chết, và chết ấy chính là sống. Và nhìn sâu vào thì chưa bao giờ có một cái gì gọi là chết, chưa bao giờ có một cái gì death. Vì sao vậy? Phan Trinh có bao giờ con thấy một người chết chưa? Không, con nói sai rồi. Thanh Lê con bao giờ thấy một người chết chưa? Hồng Thúy có bao giờ thấy một người chết chưa? Thầy chưa bao giờ thấy một người chết, thầy chỉ thấy một cái xác chết thôi. Và thầy cũng chưa bao giờ chết. Ta nói một người, ta thấy một người chết, thực ra ta thấy một cái xác chết và không còn người trong đó nữa. Không bao giờ có chết, nó chỉ là một sự sống này hay là một sự sống ở một dạng khác. Cái mà chúng ta gọi là một người chết, một người thương mình ra đi, thực ra họ không có chết. Họ không có mất, họ không có biến đi đâu cả. Ta chỉ thấy cái thứ mà hàng ngày là thân này và tâm này của họ. Và khi thân này chết, tâm họ cũng chết luôn. Và cái thứ ta hàng ngày thấy nó không còn nữa, chứ không phải là những thứ không còn nữa gọi là chết là hết. Nó chỉ hết những thứ ta thường thấy, còn những thứ ta không thấy nó không có hết. Những thứ gì ta thấy ở họ, ta thấy ở họ hai thứ. Một là thân tướng này, hai là tâm nhận thức của họ. Thân tướng này hết, tâm cũng hết luôn. Cho nên khi cái thân này hết, cái nhận thức phân biệt của họ cũng hết. Cho nên khi một người họ chết, leave the dead for the dead. Tại sao vậy? Để cái chết cho cái chết. Vì sao? Vì lúc đó họ không phải là cha là mẹ mình nữa. Lúc đó họ đang vận hành bằng cái nhận thức của nghiệp báo hoặc phước báo của họ. Tội hoặc là phước đang dẫn họ đi. Lúc đó họ không còn nhận thức cha tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi nữa. Họ biết không? Họ biết, nhưng mà họ lúc đó với mình hoàn toàn không còn mối quan hệ của dương thế nữa. Cho nên hãy để cái chết cho cái chết. Là vậy. Lúc đó họ không phải là cha mình, là mẹ mình. Bởi vì lúc đó cái thân của họ không còn mình thấy nữa, được mình thấy nữa. Và cái tâm nhận thức của họ cũng không còn nữa. Đấy. Lúc đó họ hoàn toàn bị cái nghiệp nó chiêu cảm dẫn họ đi. Cho nên trước khi chết, ta phải làm một số thủ tục, nghi lễ để chi? Làm cho cái thần thức của họ nó nương tựa vào những điều thánh thiện tốt đẹp để nó mong đi lên cõi an lành. Cho nên cái điều thứ hai con muốn chia sẻ cho vấn đề là không có cái chuyện một cái chết chấm hết hoàn toàn theo như chúng ta nghĩ là đoạn kiến. Cái tôi bản ngã là nó chấp thường và nó chấp đoạn. Nó chấp đoạn như thế, nó sợ, nó nghĩ chết là hết. Nó chấp thường là bởi vì nó không muốn có sự thay đổi. Nhưng mà khi cái thân này hết, nó nghĩ là chấm dứt. Nhưng thực ra không có cái chết. Chỉ có một cái cây nó sống ở dạng A, khi nó mục thì nó sống ở dạng B. Khi chúng ta thân, chúng ta đang có cái phước sống ở cái dạng A như thế này. Ví dụ như chư huynh đệ tưởng tượng đây là một cái bong bóng. Cái thân này là một cái bong bóng. Thì cái nghiệp là cái thứ nó giữ cái không khí ở trong cái bong bóng, nó căng phòng. Và khi cái nghiệp nó hết đi, bong bóng nó nổ, thì ta có nói là không khí nó hết không? Không khí trong bong bóng nó hết không? Nó biến mất và nó hoàn toàn không còn nữa không? Không. Nó sẽ đi ở một cái dạng khác. Và nếu một bậc vua ngã, thì khi cái bong bóng nó nổ ra, họ sẽ trở về với tất cả. Còn khi
mà họ còn dính vào một chút thương, một chút ghét, một chút hận, một chút hờn, một chút trách, một chút nhớ vào một cái đối tượng nào đó của bộ nhớ trong đầu họ, thì nếu như cái nỗi nhớ cực kỳ, nếu như cái nỗi hận cực kỳ, nếu như cái nỗi sợ cực kỳ, mà cái thân của họ ra đi một cách bất đắc kỳ tử, các cái quạch tử họ chết, họ không chấp nhận cái chết, họ oan ức, họ sợ hãi, họ bực bội, họ nhớ thương vô cùng tận, họ chưa buông bỏ được cảnh cũ người cũ, thì cái năng lượng của họ sống trong cảnh trăm ngàn tỷ năm của cái cảnh ngạ quỷ và không chịu buông cái cũ, làm sao mà đi đầu thay cái mới. Khi cái thân của họ nó đã rụi tàn xuống thì cái tâm của họ nó cũng phải rụi xuống, an xuống, bình xuống, nhẹ xuống, xả bỏ cái thân cũ kỹ này đi. Và người lớn tuổi xả bỏ cái thân cũ, họ đi đầu thai rất nhanh, họ chết thường, người lớn tuổi chết đi rất yên. Phần lớn 80% cái người 80 tuổi khi mà chết họ đi rất là yên nhẹ, còn người còn trẻ chết rất là bất an và đáng sợ. Và phần lớn ma mà chúng ta thấy trong cái cảnh mà chúng ta được miêu tả lại, thường phần lớn là cái chết của người trẻ. Vì sao? Cái năng lượng trẻ của họ dạt vào sự sống, quá nhiều ước mơ, nó quá nhiều cái kỷ niệm đau khổ mà cái sự trải nghiệm tôi vữa nắng mưa của cuộc đời họ chưa có được nhiều, do cái thân của họ chưa có sống lâu để trải nghiệm. Thành ra cái sự dính mắc cố chấp bồng bột của họ, cảm xúc ấy nó còn giữ rất nhiều trong lòng họ. Cho nên khi mà mất cái thân này đi, họ chưa có hài lòng, chấp nhận, mãn nguyện với cuộc sống vốn họ biết là còn có thể vài chục năm nữa để trải nghiệm. Họ không buông được cái cảnh cũ là cái điều kiện sống hàng ngày, và cái thân này cũng như là cái tâm của họ là cái năng lượng sống đó, cho nên họ không dễ gì mà đi đầu thai. Vì vậy chúng ta có thể thấy được họ, nếu như cái năng lượng đó là tự tử, là chết đường xó chợ, đầy cái năng lượng hận thù, lâu đôi khi cái năng lượng của họ nó phải hình dung lai cho chúng ta thấy được, để chúng ta giúp họ, hoặc là họ hại chúng ta, hoặc là họ giúp chúng ta theo một cái cách thức nào đó. Mà do cái năng lượng của họ nó còn lưu giữ lại sau khi cái thân và trước khi một cái thân mới được đầu thai. Và nhiều khi ta đi qua một cái chỗ nào đó, hay ta bước vào trong một căn phòng nào đó, hay ta ở trong một cái chỗ mà của một người ta tự tử, thậm chí cái sợi dây mà họ treo cổ phải đi đốt nó đi, người đốt cũng phải cẩn thận nữa. À, nếu không thì chính cái sợi dây đó sẽ được một người khác làm lại cái chuyện đó. Và trong cái ngôi nhà mà tự tử đó thì thường chúng ta chứng kiến sau 7 ngày cái chuyện họ tự tử nó lại diễn ra. Vì sao? Cái cảnh mà họ tự tử nó vô cùng là ấn tượng, nó tạo ra một cái dạng năng lượng lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian nhất định, và cái sự hận thù đau khổ đó họ không dễ gì buông đi, và nó lại hiện lại một lần nữa. Có phải như vậy không? Đơn giản lắm, chứ mình để nằm ngủ nè, nếu cho mẹ nằm mơ là mình ăn giúp đá nằm ngủ vậy đó, thân mình không đi nhưng mà thấy mình đi trong mơ giúp đá và cái thân mình nó giật mình như thế. Có không ạ? À? Điều đó nó cũng giải thích cho chúng ta rất là dễ hiểu. Khi chúng ta mà chết tự tử, chết bất đắc kỳ tử, một cái chết rất là đau khổ, thì thường cái chết đó nó tạo ra một cái ấn tượng cực mạnh của danh, tức là những năng lượng tâm mà chúng ta không thấy mình hình hài, nó đối nghịch lại với cái sắc. Còn khi mà chúng ta đã sống 70 năm, 80 năm cuộc đời, những cái năng lượng chúng ta cùng với cái thân xác nó dịu lần đi, chúng ta hài lòng và mãn nguyện với cả cuộc đời chúng ta sống, vui buồn chúng ta đã trải, hạnh phúc đau khổ, con cái vợ chồng những gì hầu hết ta đã biết, và ta thường là mãn nguyện, con cái về xung xê rồi xung quanh là chúng ta nhắc nhở, mỉm nụ cười ra đi. Vậy họ đã mãn nguyện, họ đi ngọt ngào và đầu thai rất là nhanh. Cho nên nếu ai nói chết đi liền hay là không đi liền thì chúng ta không có dựa vào một cách cứng nhắc công thức rằng Phật nói chết là bỏ cái thân này là cái sắc, thì cái danh nó phải tìm một cái sắc khác. Nhưng mà cái sắc khác đó không nhất định là một cái cõi trong 6 đường mà chúng ta cứ nghĩ tưởng, mà có thể trong một cái cõi chưa chính thức vào trong 6 đường đó, đó gọi là thân trung ấm, là nó ở giữa 49 ngày. Thì chúng ta phải làm những cái việc nào đó để giúp đỡ hồi hướng công đức cho họ ra đi một cõi an lành. Và khi mà họ chết trong khoảng 8 tiếng đồng hồ từ khi họ tắt thở, thì mới cái hơi thở nó tắt thôi, thân này nó nhiều hơn là đất, nước, gió, lửa, huống hồ gì mới cái gió tắt thôi, thì còn nước, còn lửa, còn lửa, còn đất và còn thần thức ở trong lòng họ nữa. Cho nên tự nhiên không phải tự nhiên mà người chết phải cắt ngón tay và phải cắt tóc. Bởi vì sao? Một thời gian sau, đôi khi mình thấy một con ma, ô, ngón tay rất là dài vậy. Và tóc rất là lù xù, điều đó rất là bình thường. Vì sau chôn một thời gian vài chục ngày, tóc vẫn còn dài, và móng tay vẫn còn dài, răng vẫn còn dài. Vậy cái sự sống của cơ thể của chúng ta nó vẫn sinh sôi nảy nở bình thường. Cho nên không phải chết
mới cái tắt hơi thở chúng ta là hết. Cho nên cái việc mà chúng ta hiến thân, hiến xác, hiến tạng thì là ta phải coi lại, nếu như chúng ta chưa đủ bản lĩnh thì cái điều này nó lợi bất cập hại. Nếu chúng ta bản lĩnh tu tập thì điều này rất tốt, còn nếu không có lúc chết, chúng ta dù tu thiền hay tu tịnh cỡ nào rồi chúng ta cũng không làm chủ được cái vô thường, chúng ta cũng không làm chủ được cái sự tan rã, chúng ta không làm chủ được cái sự đau khổ vô cùng tận. Bây giờ thử giáo mình cái thôi, mình tự giáo mình đó, mình còn trách mình nói mình ngu. Nhiều người giáo mình cái mình nói người ta hại mình sân không? Có. Tại cái lúc đó tứ đại nó phanh thay, đau khổ giống như con rùa mà rụt mai, giống như là 100 tỷ ngàn cái mũi kim mà đâm lên cái thân này vậy chứ huynh đệ. Nên cái lúc mình tu tập tới bao nhiêu, lúc cận tử nghiệp là vô cùng đau đớn. Lúc mình sắp chết, cái cận tử nghiệp là cái nghiệp gần cái chết nó dẫn mình đi. Nếu như cái lúc đó mà mình cực kỳ hỷ lạc, mất cái thân này rồi, cái sự hỷ lạc nó nhân gấp trăm ngàn tỷ lần lên, nó tạo ra một cảnh giới cực kỳ hỷ lạc trong tâm, nó sẽ có một cái lực hút của một cảnh giới tương ứng và hút mình về đó, đó là chư thiên. Còn cái tâm mình cực kỳ đau khổ, hận thù hoặc là ái nhiễm, dính mắc, tuyệt vọng vô cùng là đớn đau, thì nó sẽ mất cái thân này rồi thì cái nỗi đau đó nó ra khỏi cái thân, nó sẽ nhân lên gấp trăm ngàn lần và nó sẽ có một cái cảnh giới tương ứng với cái nỗi đau nó hút nó xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, xuống sạch. Cho nên chúng ta phải cần làm những nghi lễ tụng kinh niệm Phật, nhắc lại những cái hình ảnh đẹp thiện nguyện của người đó để họ nhớ và họ sinh cái tâm hoan hỷ. Nếu không, khóc lóc đau đớn sợ hãi cộng với những cái nỗi đau trong lòng họ nữa thì vô cùng là đáng sợ. Cho nên cảnh giới có một người chết mở trố mắt, nghiến răng, nắm lòng bàn tay, mũi quẹt qua một bên, thân đau đớn quằn quại, đó là cảnh giới thường đọa các đường ác. Đây là khoa học tâm linh. Đấy. Như vậy tóm lại, tại sao chúng ta sợ chết? Thì hai câu trả lời đơn giản. Một, cái tôi của mình, cái tôi nó có thật không? Nếu nó có thật làm sao mình giác ngộ là vô ngã? Nếu nó có thật thì mình mới giác ngộ là bản ngã. Nếu nó không thật thì đây mình vô ngã. Nó vô ngã tức là nó ngược lại, hàng ngày mình ngã. Ngã cái tôi tính tôi vậy đó, người tôi vậy đó, gia đình tôi vậy đó. Tôi cái thân, tôi cái thọ, tôi cái tâm, tôi cái pháp. Thì mình giác ngộ không còn cái thân thọ tâm pháp nó còn đó, mà không còn cái đồng hóa vào cái thân thọ tâm pháp, tức là vô ngã. Còn nếu như mình còn ngã thì mình cái ngã nó sẽ sợ mất những thứ mà xưa nay nó nương tựa. Và khi nó nghĩ là mất là hết. Cho nên nó sợ. Cái gì nói mất là hết, cái bản ngã. Còn cái gì nói không có cái mất, không có cái từ còn sinh rồi mất, rồi từ còn nó đang có rồi nó thành không, rồi không có thành có. Cái gì nói cái đó, cái ngã. Còn nói không có cái sự chết, chỉ có sự sống này đến sự sống khác, dạng này dạng khác. Cái gì nói sự giác ngộ. Ai không sợ chết, chỉ có một sự giác ngộ mới biết không có cái chết. Cho nên mới không sợ. Vậy làm sao? Mình phải tu. Mình tu đạt cảnh giới nào? Ít nhất là phải phá được thân kiến, vào được sơ quả Sutta Ban Nha. Mình mới không đọa được ba đường ác. Nếu không được tự tại như thế thì chúng ta rất là nên cẩn thận với cái con đường tu của chúng ta. Covid-19 đang làm cho chúng ta mất mạng. Và chúng ta coi, chúng ta thương một con người nằm trong quan tài lạnh lẽo được khiên đi không ai đưa, thương như vậy chưa trí tuệ. Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất đệ tử của Đức Phật bị đánh tơi bời bỏ xác, chúng ta thương như vậy sao? Không. Bởi vì sao? Họ bỏ cái xác này nhưng mà họ đi tới cảnh giới nào mới là quan trọng. Bởi cái xác này thế nào cũng bỏ, như vậy chết như thế nào không quan trọng. Quan trọng là sau khi chết gì đâu, thái độ chết như thế nào, có chấp nhận cái chết không? Chết không quan trọng, quan trọng là mình có chấp nhận cái chết và hạnh phúc chết không. Nếu mà không hạnh phúc chết là mình nghĩ cái chết là hết. Cái tôi mà nó đang muốn dính mắc vào cái thân này và những thứ nó chưa chịu buông và nó đi rất là đau khổ. Nếu nó không đủ phước, nó quanh quẩn thành gà, chó, vịt rồi cha con ăn thịt lẫn nhau, sống chỗ này chết chỗ kia, bao nhiêu nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển, đó là lời của Phật dạy, đó là lục đạo luân hồi. Cho nên chúng ta muốn thoát ly, phải thoát ly thì có cách nào? Một, tu thiền; hai, tu tịnh. Tu thiền thì tốt nhất là ta phải đạt được sơ quả Sutta Ban Nha. Nếu không ta phải phát một nguyện giữ giới cho thanh tịnh. Nếu không thì khó lòng mà không rơi vào ba đường ác. Và nếu như cái hưởng được phước, có thanh tịnh được giới, tu thiền được ngon lành, lên các cõi trên, rồi chúng ta cũng phải bị đọa lạc tiếp. Nếu chúng ta không tiếp tục tu để giải thoát mà hưởng phước thì phải tổn phước. Tổn phước thì xuống dưới đây chưa chắc gặp Phật, chưa chắc gặp
thầy lành bạn tốt để tiếp tục tu. Cho nên lục đạo luân hồi chúng ta cứ trôi lăn hoài như vậy. Nếu mà chúng ta tu thiền thì chúng ta phải tu đạt đến cảnh giới. Chúng ta có hai cách để mà ra đi khỏi cái thân này. Một là cái thân này nó không còn đủ phước để nó giữ lại cái thần thức tâm hồn, và khi nó rỉu tàn theo 100 năm của ngày tháng, nghiệp của mình nó không còn giữ được cái bong bóng thì không khí nó sẽ bay đi một cách rất là tự nhiên, hết phước, hết tuổi thọ. Hai là chúng ta đủ phát triển cái tỉnh thức đến cái mức độ mà hơi thở vào ta biết, hơi thở ra ta biết, và ta biết được luôn ta muốn vào muốn ra khỏi cái thần thức. Thần thức này nó ra khỏi luôn cái thân này bằng bất kỳ lúc nào ta chủ động chết, giống như các thiền sư. Ơi các con ơi, lát nữa là thầy đi, vào đây thầy dặn dò ngồi đi ngon lành. Có hai cách đi như vậy. Thì cách đi thứ nhất là cách đi của một kẻ phàm phu đau khổ. Cách đi đó rất là đáng sợ. Cách đi thứ hai là cách đi của bậc thánh tăng. Cách đi đó chúng ta có thể nhìn lên trên màn hình để chúng ta thấy thế nào là một vị đại sư giác ngộ tự tại ra đi. A Di Đà Phật, chư huynh đệ thấy rõ không? Chắp tay nguyện cầu mình cũng được như vậy ha. Thật là nhiệm màu không? Sự tu hành của Đức Phật là có thật đúng không? Tự tại trong sanh tử đúng không? Một điều phi thường mà con người có thể làm được đúng không? Cho nên không phải trở thành một ai đó phi thường mà nhận ra đã là người là phi thường đúng không? Vì sao? Trong cơ thể này có một năng lực thành Phật, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Khi mà tự tại ra đi như vậy, có phải là một sự giác ngộ mới làm được đúng không? Chứ không phải là cầu trở thành một người nổi tiếng, một người giàu có, một người quyền lực, một người xinh đẹp, một người thông minh đâu. Đức Phật không dạy cho chúng ta làm gì đó. Đức Phật dạy chúng ta là giữ giới cho thanh tịnh, đắc định cho sâu sắc, có trí tuệ, tự tại sinh tử. Đó là năng lực loài người làm được. Lập trình của Đức Phật đảo ngược toàn bộ lập trình kiến thức của loài người. Khi Đức Phật xuất hiện, giới định tuệ đảo ngược toàn bộ nhận thức của loài người. Mà không cần anh giàu có, không cần anh xinh đẹp, không cần anh nhiều tiền, không cần anh thông minh, không cần anh nhớ lâu, không cần anh được người ta thương mến, không cần anh xuất phát từ điểm nào, chỉ cần anh là một con người. Nếu anh chịu giữ giới, nếu anh chịu tu thiền, anh có thể giác ngộ, anh tự tại trong sanh tử. Trong một kiếp này, anh phá được tất cả mọi nghiệp chứng, báo chứng, phiền não chứng, tội ác của nhiều đời kiếp anh làm. Chỉ cần tu nhất tâm 1-7 này, thiền tứ niệm xứ vẫn có thể đạt được giác ngộ từ sơ cho đến quả thứ tư A La Hán. A Di Đà Phật, chư huynh đệ. Thì chư huynh đệ mới thấy được tại sao chúng ta tu thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà
Chư huynh đệ biết, cái vị mà mới ra đi đó là một vị thường dân Phật tử hay là một đại sư tỳ kheo, một vị xuất gia tu hành trong muôn một, phải vậy không? Chúng ta có từng chứng kiến ai đã đi như vậy chưa, như là một cư sĩ? À, trong này có một người, cô này là cô Võ Tí Hon, cho chư huynh đệ nào chưa biết, mẹ cô đã ra đi trong tư thế đứng tự tại, biết ngày giờ và mũi mỉm cười, mặc y áo, nhìn về hướng tây, cầm sâu chuỗi. Sâu chuỗi nào? Sâu chuỗi mà thầy đang cầm đây, niệm Phật và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy để cho một tin vui chứ huynh đệ, đấy là để mà tự tại ra đi trong sanh tử, chỉ có một bậc đại sư giác ngộ, đó là tu thiền. May mắn là chúng ta vẫn còn một con đường khác, vẫn có thể tự tại ra đi dù là một cư sĩ. Trịnh Hồng Lân có bao giờ tin về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không? Sao tin được? Rất là khó tin. À, bản thân thầy tu thiền 6-7 năm bên trường thiền truyền thống Sơn Lâm của ngài Ajahn Chah bên Thái, thầy tu học là Nikaya, thạc sĩ cử nhân gì thầy học hết cho bệnh, thầy không có tin. Cho đến khi thầy ngồi thiền tới 6-7 tiếng, thầy mới thấy được kiếp này mà đạt được sơ quả để vào Sotapanna, để chấm dứt sanh tử là điều vô cùng khó. Thầy mới nghe ngài đại sư Giác Khang của Việt Nam, ngài cũng tu thiền và ngài không tin tịnh độ, ngài đã lên được tam thiền và ngài thuyết pháp được chư thiên, ngài mới nhập định và phát hiện ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chính mắt ngài trải nghiệm điều đó và ngài chuyển qua tịnh độ, cuối cùng ngài vãng sanh về tịnh độ vào lúc 3:15 ngày 13/3/2013, hào quang rực rỡ bầu trời. Hòa thượng Giác Khang, đây là người thầy coi như ân sư của thầy. Là bởi vì ngài cũng tu thiền, ngài đạt đến chỗ tam thiền rồi ngài mới chuyển vào tịnh độ. Ngài nói một câu như thế này thôi mà thầy cảm giác mình tu hành không bằng gốc, mà ngài một phần tích, một phần một tâm của ngài mà ngài tự tại vãng sanh, mà ngài còn cầu về Tây Phương, mà thầy còn ở đây chỉ biết tu thiền thôi, thì phước đức thầy chưa đủ. Ngài nói thế này nè: tôi tu á, chư vị thấy mới sợ. Sợ sao? Tôi không có thời gian cắt móng tay, ngày ăn một bữa, không giữ tiền, tuyệt đối nghiêm mật giới luật. Tôi tu không có thời gian cắt móng tay. Một con người tu mà họ nói như vậy, chứ để biết họ quyết tâm cỡ nào. Và rất là nhiều vị thầy lớn cho rằng ngài đã đạt một sơ quả Sotapanna. Có một lần nọ ngài thuyết pháp trên giường bệnh, bác sĩ nói là bây giờ thầy chết rồi, thầy chết chứ các cái sông não của thầy không còn nữa. Nhưng không biết ngài đã nhập định và ngài đã mở miệng nói chuyện trong lúc mà bác sĩ nói là đã chết não. Đệ tử bay xung quanh, không biết ngài nói chuyện với ai. Cuối cùng ngài xuất định, ngài ra nói: hồi nãy thầy thuyết bài kinh 66 trong Majjhima Nikaya, trong bộ kinh quay. Thầy thuyết cho ai vậy? Thầy thuyết cho chư thiên. Tụi con muốn đi theo thầy, mấy ông đâu có nhập định được mới đi. Cho nên hỡi những ai từng tu tập với thầy Ngộ Phương, nhất là tu thiền, con sẽ không giảng về tịnh độ nhiều, vì thiện căn phước đức nhân duyên phải đầy đủ. Hôm nay con chia sẻ với chư huynh đệ, cái chết đáng sợ lắm, nhưng mà đối với bậc giác ngộ, ít nhất là vào sơ quả, họ không còn đáng sợ nữa, không còn sợ.
vì bậc vào sơ quả họ không bao giờ phạm giới, họ có niềm tin bất động như tam bảo, mà chắc chắn họ không còn đọa của ba đường ác. Giác ngộ đó là đầu tiên cũng là cuối cùng, không còn sợ. Nhưng để làm được điều đó không mấy người. Vì sao biết? Vì hơi thở vào, hơi thở ra được năm hơi, thất niệm, vọng tưởng, quá khứ dẫn mình đi mất tiêu. Thử nghĩ trong nửa tiếng đồng hồ mình ngồi biết bao nhiêu suy nghĩ, đêm không hết. Vào được cái niệm biết ta thấy được chút ánh sáng, le lối giống như là một con gò, cũng đủ khó cả tháng trời chưa làm được. Ai dám đảm bảo tu thiền kiếp này giải thoát được sanh tử? Bắt quá là làm cho tâm mình yên lành, an ủi được chút thôi, đỡ stress. Nếu không có bậc minh sư tạo quả nhập ma, căng thẳng đầu óc, đau vai nhức gáy, làm cho mình bệnh thêm. Như vậy là tu thiền không tốt, rất tốt. Nhưng nếu không biết được tịnh độ hồi hướng công đức về Tây Phương thì rất chi là uổng phí. Cho nên hỡi chư huynh đệ có duyên tu tập cùng con, thế gian đang đại loạn, chết thì ai cũng phải trải qua, nhưng cái chết là cái chắc chắn chứ không phải là cái sống. Mà chưa biết mình về đâu, tại sao mình không chọn một chỗ chắc ăn để mình về? Vậy thiền cứ tu, giới cứ giữ, kinh cứ tụng, nhưng mà nhớ hồi hướng công đức ấy về Tây. Cho nên rất là tuyệt vời nếu ai hiểu thiền mà lấy câu Nam Mô A Hết Di Đà Phật Thở hoặc là A Di Hết Đà Phật Thở là tuyệt vời. À, con nói đùa là tuyệt vời như ăn mặt trời, như là hổ mọc thêm sừng. Đó là lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Như là hổ mọc thêm cánh, như là lời của Ngài Vĩnh Minh Đại Sư. Hai vị ấy là hóa thân của Đức A Di Đà và Đức Đại Thế Chí, là những vị Phật Bồ Tát nói rằng người tu thiền thêm tịnh, thiền tịnh song tu, giống như là hổ mọc thêm cánh, hổ mọc thêm sừng. Đời này làm thầy của thiên hạ, đời sau nhất định làm Phật. Vì sao? Hiểu thiền thì ứng cơ mà quá độ, ngộ về tịnh, về Tây Phương không còn thối đọa, chắc chắn làm Phật, là thầy của trời người, vô cùng vĩ diệu. Để hiểu được cái chết bằng thiền, chúng ta thấy được cái sự sống chết ở trong một hơi thở chưa? Nếu chưa, vọng tưởng nó kéo mình đi thì chúng ta chưa thể thoát khỏi nỗi sợ bằng thiền được. Cho nên chư tổ là những vị, chư tổ Tịnh Độ Tông là những vị đại thiền sư giác ngộ tự tại sanh tử, những vị Bồ Tát Phật tái lai tùy cơ ứng biến, hạ thế với phàm phu mà độ chúng sanh ở đời mạt pháp. Gần đây nhất là Ngài Ấn Quang Đại Sư được cho là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì sao biết? Vì cuối ngày, cả một đời của Ngài tu trì pháp môn của Đại Thế Chí, và cuối đời Ngài đã cho người ta biết điều đó. Ngài dạy điều gì chứ vấn đề biết không? Rất hay. Ngài dạy là người tu hành mà không nguyện vãng sanh thì dù cho tu hành có giỏi cách mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly được sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Phước đức cho những ai nghe được những lời này. Phước đức cho những ai nghe được mà tin được những lời này. Một vị đại Bồ Tát ra đời vì chúng sanh. Còn nói mà còn muốn rất lệ. Từ bi vô cùng tận, dùng mọi phương tiện để cứu độ muôn loài. Chúng ta cứ ngu muội tin với không tin, nhưng thực chất ngồi thiền trật lên trật xuống, vọng niệm thất niệm nhiều hơn là chánh niệm vô niệm. Nhưng mà đòi giải quyết sinh tử làm sao giải quyết? Vậy mà nói về tịnh độ thì lại không tin. Chúng sanh cứ mê muội. Chứ mình để biết ngày nói tu có giỏi cách mấy mà không cầu vãng sanh thì không thể thoát ly sanh tử. Vì thoát ly sanh tử là phải ít nhất là đạt sơ quả. Chứ mình để thấy đời sống mạt pháp có mấy người đạt vào thánh quả không? Rất là ít. Đây là lời của Ngài Đại Sư
Tỉnh Nam là một đại thiền sư giác ngộ. Nghe ngài nói về tịnh độ này. Người lo tu hạnh làm phước, dù cho phước báo lớn tới đâu thì việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng. Khi chết, một niệm luyến ái nổi lên, nhất định bị vạn kiếp trầm luân. Người không có gì chết nhắm mắt xuôi tay, nhẹ nhàng từ bỏ cõi đời, ra đi về quê cũ. Người có quá nhiều tài sản, người thương, quá nhiều hạnh phúc của thế gian này, làm sao mà nhắm mắt buông tay? Cho nên cả một đời chỉ biết bố thí, làm phước, giữ giới, tu các cái hạnh công đức, phước báo, mà không có hồi hướng tây phương cực lạc, hoặc tu chưa có giác ngộ, thì tất cả những cái phước của mình tu nó do mình hưởng. Khi mình chết 100 năm cõi người, nó có bao nhiêu đó, mà nó có chịu buông. Rồi mình quanh qua, mình làm con chó để mình sủa, mình giữ cái hũ vàng kiếp trước mới chôn. Cho nên tu phước là phải song song với tu tuệ, phước huệ song tu. Huệ là phải quán thân thọ tâm pháp này là vốn vô ngã, vô thường, bất tịnh, chiếu kiến ngũ uẩn hay không. Tu phước là phải giúp người, cứu vật, giữ giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn. Thiền định và trí tuệ ấy chính là tu tuệ, mà nhẫn nhục ấy chính là giữ được cái phước báo của mình, công đức của mình. Và bố thí trì giới ấy chính là tu phước. Và tu phước thì bố thí không bằng giữ giới, giữ giới không bằng ngồi thiền. Ngồi thiền trong đó có niệm Phật, tức là cầu vãng sanh Tây Phương đấy, chứ không phải niệm Phật cầu phước. Lời dạy vàng ngọc của ngài Thiện Đạo Đại Sư được cho là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài nói niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì vạn người tu, vạn người vãng sanh, gọi là muôn người tu, muôn người chứng. Ngài nói dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, vì sao? Vì trong kinh A Di Đà gọi nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nhưng nếu tổ chức hộ niệm cẩn thận thì người nào cũng được vãng sanh. Rất là quan trọng. Tức là trước khi mất được hộ niệm trợ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và khai thị cho họ chỉ nhớ đến câu A Di Đà Phật thôi, thì dù họ chưa có được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu được hộ niệm cẩn thận họ vẫn được vãng sanh. Cho nên hạnh phúc thay cho ai mà khi chết được có ban hộ niệm tới trợ niệm cho họ. Chứ quý đệ có muốn khi mình ra đi mà được người tới khai thị niệm Phật không? Rất hiếm. Sao vậy? Bản thân con không biết. Biết sao? Nhìn ông dưỡng của con. Một điều hy hữu vô cùng. Khi con vào á, trước đó một ngày con chỉ vào thăm thôi, bởi vì bao nhiêu tháng năm không có hề quen, không có hề để ý đến. Con đi du học bao nhiêu năm về, nghe má con nói Dượng bị ung thư, nằm liệt 6 tháng, chữa không được và chết. Khi vừa vào, ánh mắt đầu tiên nhìn Dượng, hai người cười với nhau, có một sự đồng cảm. Con vào thay thị, vợ một bên, mẹ một bên, con một bên, tất cả đều rơi nước mắt. Dưỡng ơi, thân này là vay mượn, thế gian là vô thường, mượn thì phải trả, rồi ai cũng phải chết. Dưỡng nằm đây làm mẹ khổ, làm vợ khổ, làm con khổ, thân này khổ bấy nhiêu đủ rồi, giờ Dưỡng chịu theo Phật không? Ông gục đầu. Chịu theo Phật thì Dưỡng làm những điều sau đây. Ông gục đầu. Khổ quá, bệnh ung thư, nằm liệt không có đi vệ sinh được, ăn uống ngủ nghỉ được, không nói được. Tức là cái khổ nó đạt đến cái chỗ tận cùng, chứ mà để biết không? Mà gặp giống như cái phao gì đó. Con khai thị chịu niệm Phật. Mà điều mầu nhiệm là trước đó là cơn bão Goni vừa rồi, năm vừa rồi ấy. Con ở nhà với mẹ con. Mẹ con không cho đi,
là bởi vì quá nguy hiểm ra đường, nhưng là buộc một cách gì đó con phải vào. Và khi vào khai thị thì dựng chịu, vì gia đình chưa bao giờ biết ăn chay niệm Phật đi chùa làm từ thiện hết trơn. Và sau khi khai thị dựng rồi đi lên giữa đường thì là may mắn là gặp ông trưởng ban hộ niệm của cái xã đó, rất là lạ luôn, và nói ông xuống luôn. À thì khi con vào, khi con về thì tự nhiên vợ của Dượng có một người chị em dâu dẫn ra nhà con, một người rất lạ, tự nhiên thỉnh con vào tụng kinh. Và khi con vào lần thứ hai, xui khiến sao con phải buộc đưa Dượng lên trên nhà trên, mà nếu nằm nhà dưới là không được, không có chỗ để tụng kinh niệm Phật gì hết đó. Nó cảm một cái gì đó và buộc đưa lên nhà trên bằng cách mọi cách, và cả nhà không cho, bởi vì quá dơ giấy nè. Nhà trên chỗ thờ cũng, khi lên thì còn tụng một biến địa tạng, vừa tụng xong biến địa tạng Dượng hóp 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 và chuẩn bị ra đi thì con về, cả nhà mới điện vào và nói thầy ơi vào, bởi vì Dượng nó đi rồi. Khi con vào chứ có thể biết chuyện gì không, à cái miệng nó chết há như thế này nè, rất là ghê gớm, mắt trợn lên, con không dám diễn tả. À vì con cái la khóc níu kéo than gào, con nói một câu bây giờ để thầy niệm Phật thì tất cả phải nghe lời, nếu không thầy bỏ về. Bỏ im lặng, một mình thầy niệm đi khang cổ. À mà thầy thấy 2 tiếng rồi mà không có chuyện diễn ra hết, bởi vì thầy biết nếu mà niệm Phật hiệu quả là miệng sẽ khép lại, mắt sẽ mở hí ra, miệng dường như mỉm cười, má phải hồng một chút, nhìn cái mặt không đáng sợ nữa. Nhưng mà niệm 2 tiếng là chưa, lực yếu quá. Thì tự nhiên có mới khởi cái tâm, à lúc đó thì đại chúng của cái ban hộ niệm của chú kia xuống, và chú để biết miệng nó bắt đầu di chuyển khép nhẹ lại. À mặt hồng lên, mắt mở hí ra, gương mặt tươi lên lạ lùng. Và nếu như không gặp cái cảnh này trong một đời con thì con vẫn chưa tin hoàn toàn việc đó. Vì nó quá là màu nhiệm. Vì cái thân con người mà chết thì từ khi anh bóp rượu, nước nóng thì nó mới thay đổi. Vì sao nói vậy? Vì chính là ngoại của con chết. Con là người niệm Phật suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cả đêm, vẫn không có đủ duyên đi vãng sanh Tây Phương. Cho nên cái miệng nó sao đó, y chang như vậy. Mà con đi niệm biết bao nhiêu người, nó cứng hay nó chết, nó cứng sao nó nằm y chang như vậy, phải bóp rượu. Cái thân này nó giống như một sự sống, nếu đang sống thì nó mềm như một cái cây, mà nếu nó chết y chang như một khúc gỗ, rất là cứng. À mà chứ vấn đề biết cái tướng sau khi niệm Phật 3 tiếng rưỡi bắt đầu nó như vậy. Con xin phép được lấy gương hạnh này để cho người vô cùng màu nhiệm tính tâm tu tập ma mị cả. Và tay chân mềm dẻo, không thể nào một người chết và tay chân mềm dẻo. Bình thường tay chân gân cốt sẽ cứng đơ ra. Con đã từng rờ cái tay của một người chết mới đi hộ niệm gần đây thôi, và cứng đơ không thể nhúc nhích được, dù là một con tay. Trong đó có thành viên mình đang ngồi đây, đó là mẹ, đó là bà ngoại của bạn Quách Mỹ Ngân đang ngồi và nghe đây, mới hộ niệm xong đây, bình yên, không được có tướng đó. Nhưng mà dưỡng con đây chưa có chuyện gì xảy ra với sự chết, không những từng ngón tay mà cánh tay nếu không phải theo điều rất là mềm vậy. Không ai làm được. Nếu ai phát tâm theo Phật, nếu ai lo nghĩ đến tương lai mình đi đến cõi nào, và không những tay mà chân cũng vậy. Gia đình con đây là các ngón tay, mình để cái chứng kiến cảnh này chưa, con không dám đăng mấy cái này lên mạng, bởi vì nó thầy ngộ cương tu thiền không mới tính. Nhưng đây là những sự thật mà không còn cái lời nào để giải thích của phàm phu, vì đại từ đại bi
Phật phóng hào quang lên thân của người đang niệm Phật, thì cái thân đó không còn là chết nữa, mà là xả bỏ báo thân, vãng sanh về cảnh giới an lành của Phật, mới được cái thân tướng như vậy. Kính thưa chư huynh đệ, và đó không phải là một câu chuyện duy nhất mà con chứng kiến. Nói đây để chư huynh đệ phát khởi niềm tin, mà coi như là may mắn, để cùng với chúng ta tăng thân tu tập. Và đây là trường hợp thứ hai dưới Long An. Xin nguyện công đức này cho chư vị chứng kiến ở nơi đây tăng trưởng niềm tin. Cô này cũng bị ung thư, cũng gặp con cũng chỉ một ngày. Từ đây về sau, và khi con gặp cổ, con khai thị, con thấy tâm của cổ vô cùng là mạnh mẽ. Con nghe sư phụ nói luôn. Nấu cơm, quét nhà, và con đã đưa cái sâu chủ này cho cổ. Tập thể dục, tất cả hành động đều Nam Mô A Di Đà Phật ở trong lòng. Và con nói một tháng nữa rồi cô sẽ ra đi, nếu cô niệm Phật miên mật. Đúng 29 ngày sau, cô ra đi và con xuống hộ niệm. Cô đã đi trước, thân tướng như thế này. Vô cùng là mềm dẻo, vô cùng là nhẹ nhàng, có mẹ già, có sự nghiệp, vô cùng là an lành, có vui buồn, có ân ái, có tỉnh, có bất tỉnh. Đây không phải là cái chết, có tất cả, đây là sự từ bỏ một cái thân đã mục nát về một cảnh giới tốt đẹp, an lành hơn của Đức Phật A Di Đà. Một lòng tin tưởng ở Phật và quyết tâm vãng sanh, thần dược gì có thể làm cho cái vô cùng là màu nhiệm. À, cũng chưa nên để. Hạnh phúc cho ai tối nay nghe những điều này, hạnh phúc cho ai khởi được lòng tin, hạnh phúc cho ai gặp được Phật pháp. Xe cứu thương nó cứ hú hoài như vậy, chứng tỏ là người nhiễm và người chết tăng dần điều, nhưng mà họ không được may mắn gặp được Phật pháp, không có cái phao có ai với đời Phật mà bám vào niệm Phật để về tay. Họ chỉ biết than vãn, con tôi đâu, vợ tôi đâu, tài sản tôi đâu, giờ làm sao, chết bỏ đi, đau khổ sợ hãi, vô cùng đáng thương. Nếu họ biết nương mà có A Di Đà Phật, giống như cái cô với Long An mà con mới mở đó, tự cổ niệm Phật ra đi. Đúng với cái ngày mà con đoán, một tháng sau cũng đi như vậy, Phật pháp nhiễm màu vô cùng chứ huynh đệ. Đây là lời dạy của Ngài Trung Phong Pháp Sư, cũng là một đại thiền sư. Người niệm Phật mà không cầu vãng sanh thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy. Chư huynh đệ hiểu lời này không? Niệm Phật mà không cầu vãng sanh thì công phu có sâu cho mấy thì cũng không phải là lời Phật dạy. Vì sao? Vì niệm Phật, một là để cầu sức khỏe, cầu tình duyên, cầu điều mình mong muốn. Hai là cầu cho gia đình mình, con cái, vợ chồng được cái này cái kia, cầu vượt tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Ba là cầu hưởng phước ở kiếp sau, hoặc là sinh lên chư thiên. Bốn là cầu kiếp sau đi tu, xuất gia tu hành, làm đồng tử xuất gia, vào chùa không dính mắt, ái tình nam nữ. Bốn cái này không phải là mục đích của Đức Phật A Di Đà muốn chúng ta niệm danh hiệu Ngài, cũng không phải là mục đích của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni muốn chúng ta niệm. Hai vị Phật này đều muốn chúng ta niệm Phật chỉ để cái thứ năm là cầu vãng sanh Tây Phương. Thì nếu như niệm không cầu vãng sanh Tây Phương thì chúng ta vẫn còn đọa lạc trong luân hồi lục đạo, chứ vấn đề biết. Rất là nhiều người niệm Phật mà rất ít người vãng sanh. Bằng chứng là ông ngoại con đây, con đang học thạc sĩ với bên Thái, vì bảo cô đi năm gì rồi con phải bay về cả tháng trời với mẹ, niệm Phật ăn, niệm Phật đi, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Nhưng đến lúc ngày 17, ngày 11, ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật
A Di Đà tối đó quyết định là ông sẽ đi. Nhưng xui khiến sao, con trai của ông về, và trong lúc chuẩn bị ông đi, hẫm ông chạy về nhà, bên nhà của con trai. Và cuối cùng ông không chịu đi trong lúc mà đại chúng rất đông đang niệm Phật, để rồi ông phải ra đi, không phải được tự tại về với Tây Phương. Con đứng bên nhà này của má con nhìn qua bên nhà của cậu con, ông con, mà con nước mắt con khóc tức tưởi, bởi vì cả đời con nguyện là con phải về sớm để mà đưa ngoại về Tây. Con rất là thương ngoại, nhưng mà không làm được. Vì sao? Vì không có tính nguyện hạnh, không có nhân duyên với Phật Pháp, không có phát nguyện bản sanh. Con là người ôm ngoại con niệm Phật, nhưng mà cả đời ông không được thương yêu. Cuối cùng xung vầy con cháu, cái hạnh phúc đó của ông được giống như là một chỗ tựa nương. Ông sống cô đơn cả đời. Con cháu cuối cùng nó về, nó cũng lấy cái danh để xã hội không có nhìn ngó mà mỉa mai. Nhưng một người cha, người mẹ, ai mà không thương con, thương cháu. Khi xung vầy về, ông lại cảm thấy hạnh phúc và không chịu muốn vãng sanh. Đây là do ái bất nhiễm, bất sanh ta bà. Tâm dính mất cái gì đến cõi này, khi chết không thể về Tây. Dù là một món ăn, huống hồ gì có người mình thương mình. Đáng sợ nhất trên cuộc đời thế gian này, hay chính là ái. Trước khi chết, còn cái gì mình thích, còn cái người mình thích, là mình còn luân hồi sanh tử. Khai giật tâm hà, dập tắt cái ái mới vào được niết bàn, niết bàn. Mà niết bàn là tối thượng hạnh phúc. Niết bàn xuất khâm paramam. Không có hạnh phúc nào bằng niết bàn. Chị Quỳnh Định. À, lời dạy vàng ngọc của ngài Quán Đỉnh Đại Sư: thời mạt pháp này, tất cả kinh pháp không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sinh khỏi luân hồi sanh tử đấy. Chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi. Điều này ứng nghiệm không chứ huynh đệ? Tụng kinh niệm Phật mà không giải thoát sinh tử thì kiếm được chút phước báo, hưởng được nhân thiên, rồi chúng ta bị đọa lạc tiếp. Rồi bây giờ ứng nghiệm trên ngay cái mùa Covid này không? Ai tụng kinh niệm Phật được cho ai? Chúng ta rất là sợ người chết bây giờ. Chúng ta không thể tới tụng kinh niệm Phật được. Không có chỗ đất ta chôn luôn. Không có người đưa rước cả. Và cha con phải cách biệt. Người nước ngoài, kẻ trong nước, làm sao về để thăm nhau, đưa tiễn. Vậy thì chỉ có mình mới niệm Phật mà về cảnh Phật thôi. Tất cả kinh điển không thể được tụng, được giúp, được làm cho mình thoát khỏi sanh tử trong kiếp này. Thấy cái chết không? Thấy Ấn Độ là người mà đất nước mà đã tạo ra Đức Phật không? Họ có cứu được không? Phật có cứu được họ không? Kính thưa Dương Huynh Đệ, không. May mắn cho ai có niềm tin đặc biệt vào câu A Di Đà Phật này. Nếu không thì khổ nhiều hơn vui. À, đây là lời của ngài Lý Bỉnh Nam, là sư phụ, là một vị cư sĩ, sư phụ ngài Tịnh Không Đại Sư. Người thời nay mà không chịu niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì nếu không phải ngu si thì là cuồng vọng. Cuồng vọng tức là tự cao ngã mạn, nghĩ là mình tu thiền, nghĩ là mình trí thức, nghĩ là mình hiểu biết. Tu tịnh độ chỉ dành cho người thiếu hiểu biết, là cái bánh vẽ, là cung kích cầu. Rất là nhiều những vị thầy giảng như vậy. Nếu không cuồng vọng thì là ngu si. Và nếu chúng ta không may mắn, chúng ta đánh mất cái niềm tin tịnh độ, thì đó là do thiện căn phước đức của chúng ta chưa sâu dày, chứ không phải trách cái người mà nói cái điều đó. Vì rất là nhiều người đang xiển dương cái con đường đưa cho ta về với cảnh giới giải thoát. Và đây là Đại Sư Hòa Thượng Tịnh Không. Thời nay người nào không chịu niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, nếu không phải là kẻ ngu si thì là người cuồng vọng. Và xét cho cùng, cuồng vọng ấy chính là ngu si. Và đây là Đại Sư Hải Hiền, 112 tuổi, vừa mới tịch, cả đời không biết đọc chữ, không nghe kinh pháp, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho đến chết. Và cuối cùng chuyện gì diễn ra chứ quý vị biết không?
để lại thân tướng bất hoại kim cang. Chứ huynh đệ có tưởng tượng được thế nào là chết mà để lại nguyên cái thân mà không bao giờ tan rã không? Chứ có đại sư Huệ Năng là vị tổ trong thiền, tổ sư thiền mới làm được điều đó. Một số vị ở Việt Nam cũng làm được là những vị thiền sư, ở ngoài Bắc vẫn còn cái thân. Và hiện tại chứng minh cho chúng ta thấy tu tịnh độ cũng màu nhiệm không kiếm, không biết đọc, không nghe kinh pháp, không học hành, không bằng cấp, chỉ có một câu A Di Đà Phật niệm cả đời. Biết trước ngày giờ đã đi, 102 tuổi vẫn trèo cây đống củi tự nấu cơm sinh sống và ra đi để lại thân tướng màu nhiệm, vô cùng màu nhiệm. À, không thể có, không thể tưởng tượng được điều này. Chúng ta không thể dùng cái chút logic phàm phu của chúng ta để tưởng tượng ra một cái thân xác kiểu như là khoa học kỹ thuật, khoa học sinh học, khoa học y học để mà phân tích được cái điều màu nhiệm của Phật pháp này. Khoa học bó tay thôi, bác sĩ vô bó tay, lắc đầu, không hiểu được. Thế nào là nguyên xá lợi? Xin lỗi, xá lợi là gì? Một cái thân kim cang xá lợi, bất hoại với thời gian. Và Việt Nam chúng ta cũng vô cùng đặc biệt. Người mà đang sống đây chính là Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ, một hơn 106 tuổi và 100 năm đã ở trong chùa. Hiện giờ đang là Pháp Chủ của Phật giáo Việt Nam. Và Ngài Xiển Dương Tịnh Độ, một đời không ăn của đàn na tín thí, tự trồng lúa ăn và vẫn còn minh mẫn vô cùng tận. Khi thầy ra bản thân đảnh lễ Ngài, Ngài dường như có tha tâm thông, chỉ ngay cái đích chỗ mà thầy bị khiêm khuyết. Ngài họ, Ngài nhìn thầy một câu, Ngài, thầy hỏi thế này nè: cái tâm chân thật của chúng sanh là ở chỗ nào? Thầy tu thiền mà. À, kính bạch hòa thượng, chỉ cho con cái chân tâm chân thật của chúng sanh chỗ nào. Tâm của ông có mấy chỗ? À, thầy mới nói lý luận một chút về thiền. Ngài quát thầy một tân và nói ngay chỗ cái chỗ điểm mà thầy chưa làm được, Ngài biết trong tâm của thầy luôn, tức là bậc giác ngộ. Ít nhất cũng phải có được thần thông tịnh tâm mới có được cái định kiểu đó. Ngài Xiển Dương Tịnh Độ cầu về Tây Phương Cực Lạc, chư huynh đệ biết Ngài còn đang sống và là bậc cao nhất của Phật giáo Việt Nam hiện giờ. Và ngày này là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm, cũng được gọi là Kim Xà Đại Sư, Kim Xà Thánh Giả, một bậc thánh của Phật giáo Việt Nam. Trước khi Ngài chết, hai con rắn này người ta chụp hình được bò đến xung quanh cái mã của Ngài 3 lần và tiễn Ngài đi, người ta chụp hình được. Và chư huynh đệ lên trên mạng tải là Kim Xà Thánh Giả PDF, sẽ có nguyên cuốn sách viết về những điều vô cùng kỳ đặc. Và Ngài là người khai sáng nên Đại Ninh ở trên Lâm Đồng, một cái làng chùa. Mà hai con rắn này chính là rắn ông rắn bà, một con là 800 năm, một con là 1000 năm, ở dưới chính cái thất của Ngài. Và hiện hình lên làm hai ông bà vào lúc 3 giờ sáng gõ cửa, nói lời xin lỗi. Cháu của con làm giật mình Ngài, làm Ngài giật mình. Và hôm qua tôi đâu có gặp ai là con người đâu. Cái người mà Ngài đã rò cái tay và quay lại giật mình ấy, Ngài mới nhớ ra hôm qua Ngài đi cắt tranh và để cái cuốc ở phía sau, quay cái tay lại, đưa cái tay ra phía sau lấy cái cuốc thì rờ lên trúng đầu của một con rắn rất bự, quay lại và giật mình hôm qua hết hồn. Và cái con rắn bự đó chính là cháu mấy trăm năm tuổi của hai cặp rắn này. Và cả cuộc đời của Ngài là một câu chuyện vô cùng là đặc biệt. Ngài cũng được coi là một vị tổ thiền, Ngài Thích Thiền Tâm được coi là một vị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Và coi Ngài cũng giống như là Đại Thế Chí Bồ Tát.
cách làm đạo của ngài cũng giống như là Ấn Quang Đại Sư, rất là đặc biệt. Chư huynh đệ nhớ ghi cái tên nó xuống là đọc là Kim Xà Thánh Giả Đại Sư PDF trong sách có bán, không có bán mà nó PDF thôi. Và ngài tạo ra cái làng ở Việt Nam có hai làng chùa, một là Đại Sư Thiền Sư Thích Thanh Từ vẫn còn đang sống dưới Đồng Nai, hai làng chùa thứ hai là Đại Ninh ở trên Lâm Đồng. Ngài này là tác giả của chùa đó, một bậc thánh đấy chư huynh đệ, khuyên chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Và mẹ của ngài biết trước ngày vãng sanh cùng với ngài, sau đó cũng vãng sanh tự tại. Và ngài để lại một cái răng gọi là Xá Lợi răng ngay lúc ngài còn sống. Một vị nha sĩ lên khám răng cho ngài và lấy cái chiếc răng đó. Chiếc răng đó không làm bằng cách nào có thể chẻ làm hai được cả, bởi vì muốn tặng cho cha mẹ mỗi người mỗi nơi khi mà đi vượt biên, chẻ làm hai không được. Ngài có thần thông mới biết được và nói vị đó nếu không muốn giữ đừng có phá ra. Và ngài hết hồn, và cái vị đó hết hồn vẫn giữ cái răng nó tới bây giờ. Đọc câu chuyện trong sách đó chứ vấn đề cho thấy. Và đây là Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, là Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là một vị hòa thượng khi mới lên núi để tu. Vị hòa thượng lên núi ấy nhìn và nói với mấy ông, mấy vị thầy quản chúng ở trong chùa, nói là mấy ông đừng có khinh cái ông thầy trẻ tuổi này, bởi vì thấy ông tướng nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà 10 kiếp trước đã từng làm đại hòa thượng, và ngài hiện thời là Hoằng Hóa Pháp Môn Tịnh Độ, viết cuốn Đường Về Cực Lạc, là quê hương cực lạc rất đặc biệt. Và ngài mới khám phá ra không phải là A Di Đà Phật, đích thực A Mi Đà Phật mới chân chính. Ngài cũng nghi ngờ điều đó vì chư tổ tại sao lại không phát hiện. Nếu ngài phát hiện là đúng, xin chư thiên hiển hiện. Lúc đó ngài đang nhìn về trên bầu trời, tự nhiên mây ngũ sắc kéo lại và hình dung ra một cái dòng chữ A Mi Đà Phật giữa không trung để xác quyết cho điều đó. Do vì sao mà thầy niệm A Mi Đà Phật? Từ niềm tin đặc biệt từ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Và đây là sư bà, và đây là Hòa Thượng Giác Khang, con đã nói rồi. Và đây là sư bà Hải Triều Âm. Cha là Pháp, mẹ là Việt, vô cùng xinh đẹp. Khi ra đi, biết trước ngày giờ, trên tháp của ngài hào quang rực rỡ, cũng giống như là Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Giác Khang, khi ra đi hào quang rực rỡ trên bầu trời. Và sư bà Thích Nữ Hải Triều Âm cũng có một cái tướng ra đi vãng sanh cực lạc, thậm chí người ta còn thấy được một cái đóa sen trắng lung linh giữa bầu trời đưa ngài về tay. Đệ tử của ngài rất đông, hiện giờ vẫn còn tu tập rất tốt trên Đà Lạt. Và kinh A Di Đà dạy rằng 4 lần Phật dạy rằng phải phát tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào nghe ngài thuyết pháp về cõi Tây Phương mà tin tưởng, phát nguyện vãng sanh rồi chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà và niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, chuyên lòng nhất tâm, thì khi lâm chung Phật A Di Đà, chư thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật không bao giờ vọng ngữ mà đã ứng hiện ra trong đời. Có điều chúng sanh không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên sẽ không thấy, thấy sẽ không tin, tin sẽ không hành trì, hành trì sẽ không miên mật. Con hỏi chiêu đệ tin Phật không? Tin không? Tin. Nhưng mà thực sự tin để hiểu, để hành, để quyết tâm một đời vãng sanh làm không? Chưa chắc. Thầy ơi, con còn con cái gia đình phải không được, mất tiền bạc rồi tùm lum thầy ơi. Tu mà mặc cả. Tu mà còn hẹn, chết nó không hẹn. Giải thoát là vô gia. Kinh Vô Lượng Thọ
Kinh là lời của Phật ấy. Phật nói không biết bao nhiêu lần Phật dạy chúng sanh phải một lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh. Nếu người nào tin tưởng phát nguyện vãng sanh và chuyên nhất niệm câu Phật hiệu thì dẫu 10 niệm trước phút lâm chung mà không được vãng sanh thì Phật A-di-đà thề không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành để vãng sanh thành Phật mà lại chạy theo người thế tục nói? Tại sao ta không tin vào ngôn ngữ của Phật dạy trong kinh mà ta nghe thầy này thầy kia nói? Vì ta thiện căn phước đức nhân duyên không đủ, không có trách người. Chỉ cần 10 niệm trước khi lâm chung, nếu mà Phật A Di Đà không tới rước, ngài thề không thành Phật ấy. Ai phát nguyện điều đó? Một vị A La Hán tỳ kheo đã đắc đạo, pháp tạng đắc đạo tỳ kheo A La Hán, pháp tạng tỳ kheo đắc đạo A La Hán đã phát nguyện như vậy. Một vị A La Hán mà phát nguyện như vậy và ngài đã thành Phật cách đây 10 kiếp, và lời thề nguyện đó đã ứng nghiệm. Bây giờ những cái lời mà con đang nói đây giống như nước đổ lá môn với chư huynh đệ thì thật là đáng tiếc. Nhưng nếu tin tưởng tuyệt đối, hết lòng hành trì thì coi như chúng ta gặp gỡ nhau đây không phải là nhân duyên ngẫu nhiên mà. Và kinh Đại Tập Phật dạy rằng thời mạt pháp này, dù cho vạn ức người tu hành khó tìm thấy một người chứng đắc. Chứng đắc là ý chức vào sơ quả, cho nên khó mà vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng Phật lại nói chỉ có người nào trì giữ pháp niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì được giải thoát khỏi luân hồi. Ghê gớm một câu khẳng định như vậy. Chưa huynh đệ nào nghe được những lời này của Phật mà rúng động trong tâm thì chưa huynh đệ đó có Phật duyên sâu dày. Còn nghe như đổ la môn thì phải sám hối nghiệp chướng cho nhiều vậy. Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử đã chứng đắc được pháp thân. Người thầy căn bản là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy niệm Phật, thiện hữu tri thức mà ngài đi tham phỏng, tham học ấy, thì vị đầu tiên là ngài Đức Vân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dạy 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Bậc Bồ Tát minh tâm kiến tánh chứng pháp thân mà vẫn còn phải niệm Phật, tại sao chúng ta lại không niệm Phật? Bậc thánh nhân ngộ được đạo, thấy được pháp thân mà vẫn cầu niệm Phật vãng sanh thì tại sao chúng ta không niệm Phật chứ? Chúng ta chần chừ gì nữa? Nếu được niệm Phật thì đây là kết quả mãn nguyện một kiếp nhân sinh, an lành xả bỏ bản thân, về Tây hoan hỷ hạnh phúc. Vì sao mỉm nụ cười? Vì ta gặp giống như là một con được gặp cha, mẹ được gặp con. Ta mong ước được về cảnh Tây Phương Cực Lạc vô cùng xinh đẹp, màu nhiệm hơn gấp trăm ngàn lần chư thiên. Và khi ta nhắm mắt được Phật tới rước đi, ta biết ta được về đó, tự nhiên ta vui mừng và mỉm cười thôi. Đơn giản như vậy. Và tại sao ta khóc, ta la, ta sợ, ta hãi? Tại sao? Tại vì sao? Tại vì ta không có chỗ đến. Ta tiếc nối những gì ta sống hạnh phúc một đời. Ta thấy mình mất những gì một kiếp người mình xây dựng giữ gìn. Ta không nỡ buông, cho nên ta ra đi với gương mặt rất đáng sợ. Đó là chưa nói cái cảnh các cái nghiệp ác chúng ta tạo khiến chúng ta phải bị đọa xuống vô cùng bấn loạn khủng khiếp khủng bố. Đây, tóm lại câu chuyện tối hôm nay có 3 điểm chư huynh đệ cần nhớ. Đối với cái chết mà mình sợ là do cái tôi mình vô minh, nhận nhầm những thứ mình mượn thành của mình. Và cái tôi vô minh này nó nghĩ chết là chấm hết, cho nên nó sợ những thứ nó không còn. Và nó cũng không còn nó, bản thân nó nữa. Nó sẽ biến mất cho nên nó sợ. Ai nói được điều này? Người giác ngộ mới nói được.
không phải thầy giác ngộ nha, mà đó là bậc giác ngộ nói thầy nói lại. Thì để phá được cái sợ hãi này thì mình phải phá được cái bản ngã. Phá tối thiểu cái bản ngã là phải phá thân kiến, tức là phải thấy cái thân này là không có cái tôi. Thì đó là đã vào Sota Banya sơ quả thì mới tự tại được trong sinh tử, ít nhất là không đọa được trong ba đường ác. Nếu không gặp bậc A La Hán thánh nhân hoặc những bậc Bồ Tát tái lai, khó lòng chúng ta đạt được sơ quả Sota Banya ở trong kiếp này. Nếu không phải là vào sơ quả thì ta chắc chắn không thể tự tại sinh tử được. Vậy còn cách nào? Còn một cách lại, đó là vẫn tu thiền, vẫn giữ giới, nhưng mà cộng thêm niệm Phật, và đặc biệt nhất là phát tính tâm và phát nguyện hồi hướng hết công đức đó về Tây Phương Cực Lạc để thiền tịnh song tu, phước báu một đời, trọn vẹn công đức, xả bỏ thân này, được về với cảnh Phật, tu cho đến thành chánh đẳng chánh giác, về lại với cõi này, độ vô số chúng sanh, trong đó có kẻ thương, người quý mình, nhiều kiếp là cha là mẹ. Không còn cái gì là đẹp hơn, không còn cái gì là viên mãn hơn. Làm kiếp người, nghe được lời Phật dạy, tu hành, giữ giới, và niệm Phật, hồi hướng công đức ấy về tay. Chư huynh đệ, A Di Đà Phật.